Dù là cấp học mầm non, học sinh còn ở độ tuổi nhỏ, song các cô giáo ở trường mầm non Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng đã khéo léo giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh qua những câu chuyện, những bài hát về truyền thống của nhà trường, những chiến công của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt thời gian ở Mường Phăng để chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Trường cũng đã tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống cho các em học sinh thông qua các giờ học gần gũi như là giờ khám phá khoa học, qua các cái câu chuyện, bài thơ, ca dao, đồng dao. Và ngoài ra thì nhà trường cũng đã tổ chức các buổi ngoại khóa để giải thích về tên của ngôi trường cho các em học sinh. Từ niềm tự hào đó thì chúng tôi không ngừng sáng tạo, đổi mới trong công tác giáo dục, học tập và rèn luyện. Nhà trường cũng là cơ sở giáo dục nhiều năm đạt thành tích về tập thể lao động xuất sắc, được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng bằng khen, và trường cũng được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 1, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2. Đối với trường tiểu học Võ Nguyên Giáp, tròn 10 năm mang tên vị tướng tài ba của dân tộc, thầy cô giáo luôn chú trọng giáo dục nuôi dưỡng cho các em sự tự hào về mái trường, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Hàng năm, nhà trường đã phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thành lập tổ cốt cán về chuyên môn, nghiên cứu nội dung chương trình các khối lớp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công tác giảng dạy và học. Mỗi ngày sẽ cố gắng tìm hiểu về lịch sử, về Bác Hồ, về Bác Giáp và về vùng đất lịch sử. Với sự đoàn kết nỗ lực của tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh những mái trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên địa bàn xã Mường Phăng đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Cả ba trường hiện đều đạt trường chuẩn quốc gia cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Phát huy truyền thống trong thời gian tới, những ngôi trường mang tên Đại tướng sẽ phấn đấu nâng cao chất lượng, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt và tự hào viết tiếp tương lai.